Để gắn các cái tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng này cho không gian này, các bạn hãy quay về mặt bằng tầng 1 nhé, floor plans level 1 lighting. Tôi sẽ chọn không gian tại khu vực chuồng thang bộ này. Các bạn để ý nhé, required lighting levels tại đây chưa nhận bất kể thông tin nào cả. Kéo chuột xuống dưới cùng, chương Identity Data, Lighting Levels, mức độ chiếu sáng này. Các bạn chọn ở đây là Stairwell, dành riêng cho chuồng thang bộ, Apply. Sau đó quay lại cái tham biến Required Lighting Levels này, nó đã chuyển thành dạng là Read Only, thông tin chỉ đọc thôi, và nhận giá trị là 225 lux. Đây chính là cái kỹ thuật gán tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng vào một vùng không gian chức năng trong công trình với Revit MEP. Tôi sẽ thực thi lại công việc này một lần nữa, đó chính là phần không gian mở, Open Space. Các bạn chọn đối tượng không gian này, kéo chuột xuống trường Identity Data, Lighting Levels. Đây là không gian mở đúng không ạ? Apply. Giá trị Required Lighting Levels đã hiển thị dạng Read Only, chỉ đọc thôi, và nhận giá trị tiêu chuẩn là 485 lux. Tôi sẽ thực thi cho restroom, hai cái phòng vệ sinh, lighting levels, restroom, apply, đã nhận giá trị 275 lux. Phòng electmake, apply, kiểm tra giá trị mức độ chiếu sáng yêu cầu. Ok, các bạn hãy thực hành dành cho các cái đối tượng là không gian còn lại đi, ví dụ như thằng này entrance là lối vào đúng không ạ? Các bạn lưu ý nhé, chọn đúng đối tượng không gian, tránh chọn về SVC zones là các cái vùng của hệ thống cơ điện. Đây tôi sẽ để là open, apply. Các không gian office còn lại các bạn có thể thực hiện bằng công tác như sau: quét chuột này, giữ phím control này, chọn tiếp cánh trên này, chọn tiếp cánh phải và chọn tiếp phía nam vào filters, chức năng chỉ chọn là space đây, 13 không gian. Ok, các bạn hãy ấn phím shift để loại bỏ cái đối tượng không gian ở hộp kỹ thuật này đi. Tại cửa sổ properties, lighting level, các bạn chọn là office, apply, đã nhận giá trị là 325 lux. Như vậy tôi vừa hoàn thành công tác là gán cái mức độ chiếu sáng tiêu chuẩn lighting levels cho từng không gian chức năng trong mặt bằng tầng 1.